Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 8 tháng 7 đã ra trận bán kết 2 Euro 2021 giữa đội tuyển Anh với đội tuyển Đan Mạch. Đội bóng giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ gặp Italia, đội đã thắng Tây Ban Nha trong trận bán kết 1 diễn ra ngày hôm qua trong trận chung kết. Ở trận đấu này, Anh và Đan Mạch đều ra sân với đội hình mạnh nhất của mình. Với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ chất lượng hơn, Anh chủ động dâng cao đội hình dồn ép Đan Mạch ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Đan Mạch cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ vào tới vòng bán kết của Euro năm nay. Nhà vô địch Euro năm 1992 chủ động chơi với đội hình lùi sâu nhưng vẫn đặc biệt nguy hiểm ở những pha tổ chức phản công nhanh và những tình huống cố định. Phút thứ 30 của trận đấu, Đan Mạch được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa. Damgaard thực hiện cú sút phạt hiểm hóc đánh bại Pickford mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thua đầu tiên của tuyển Anh ở Euro 2021. Sau khi nhận bàn thua, Anh tấn công mạnh mẽ, dồn ép Đan Mạch. Phút thứ 39, Saka đi bóng tốc độ sát đường biên ngang rồi căng ngang vào trong cho Harry Kane. Nhưng trong nỗ lực hóa giải đường bóng này, Kyle đã đưa bóng về lưới nhà, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Anh. Trong hiệp thi đấu thứ hai, tuyển Anh vẫn là những người kiểm soát thế trận tốt hơn và tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate lại bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ thành Schmeichel. Hiệp hai kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội phải bước vào phụ để phân định thắng thua. Trong hiệp phụ thứ nhất, tuyển Anh tiếp tục dồn ép Đan Mạch tới nhà thờ. Trước sức ép quá lớn từ phía tam sư, hậu vệ của Đan Mạch đã mắc sai lầm. Phút thứ 104, Anh được hưởng quả phạt đền sau khi Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm. Harry Kane đã không thắng được Schmeichel ở cú sút đầu tiên, nhưng sau đó tiền đạo này đã đá bồi thành công để nâng tỷ số lên 2-1. Ở hiệp phụ thứ hai, Đan Mạch dâng cao đội hình, chơi tất tay để tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Chung cuộc, Anh giành chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch để vào chơi trận chung kết Euro 2021. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Anh vào tới trận chung kết của một vòng chung kết Euro. Đối thủ của Anh trong trận chung kết là Italia. Theo lịch thi đấu, trận chung kết Euro 2021 giữa Anh với Italia diễn ra lúc 2 giờ ngày 12 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn đánh giá gì về kết quả của trận đấu này? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể dự đoán kết quả của trận chung kết giữa Italia với Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.